Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cậu em đem ghe về rồi, nay test ghe nha mọi người. Test thử con Toyota 13B với cái con ghe quyền hội của ổng. Đây này là đang châm nước ngọt vô. Rồi sau đó là test Yamaha Toyota 13B. Ghe này tầm 6 tấn anh chị. Ghe đẹp lắm ạ. Đa tạ mọi người luôn theo dõi ủng hộ kênh. Mọi người xem kênh bấm nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để cập nhật những mẫu ghe mới về theo ngày tháng nha. Đa tạ mọi người. Hôm nay Đức Ibim test ghe. Test nha mọi người. Yamaha Toyota 13B. Số thủy nguyên con. Chở 6 tấn. Quá hú luôn. Quá hú luôn, quá hú luôn. Thôi nhưng mà con đi heo luôn. Con muốn đi heo. Quá đã, quá đã. Quá đã, quá đã mọi người ơi. Té té té. Cái này con lên bè con quay chạy coi mới đã. Quá hú luôn. Quá dữ. Thôi tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Đa tạ mọi người đã xem clip. Bye bye. Mọi người xem kênh nhớ bấm nút đăng ký kênh nha, bấm vào cái chuông để cập nhật những mẫu game mới về theo ngày tháng. Đa tạ mọi người. Bye bye.